Xin chào các bạn, như các bạn cũng đã biết thì Oppo A31 đã lên kệ được khoảng gần 2 tháng nay. Và đây có thể nói là một trong những sản phẩm mà mình khó bán nhất tại cửa hàng. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ đưa ra những lý do theo cái ý kiến chủ quan của mình tại sao nó lại khó bán như vậy. Còn dĩ nhiên nếu mà các bạn vẫn thích sản phẩm này thì các bạn hoàn toàn có thể mua nó. Video này chỉ có tính chất là tham khảo và minh họa thêm mà thôi nha. Đầu tiên đó chính là về màn hình của máy. Máy thì sử dụng một cái kích thước màn hình khá phổ biến ở thời điểm năm 2020, đó chính là kích thước 6.5 inch. Màn hình thì sử dụng tấm nền IPS LCD. Tuy nhiên thì độ phân giải của nó chỉ là HD Plus 1600x720 pixel mà thôi. Cái con số này thực sự khá là khiêm tốn với những cái giá trị mà mình phải bỏ ra để sở hữu sản phẩm này là khoảng 4.5 triệu theo giá chính hãng nha. Màn hình HD Plus thì đem lại cho mình những trải nghiệm không thực sự thoải mái khi mà mình giải trí, khi mà mình chơi game, khi mà mình đọc văn bản. Tại vì cái màn hình này khi mà các bạn giải trí như xem trên YouTube thì cũng chỉ được tối đa mắc độ phân giải là 720p mà thôi. Và đặc biệt khi mà các bạn nhìn thì nó khá là rỗ. Và một trong những đặc điểm của màn hình IPS LCD đó chính là khả năng hiển thị dưới trời nắng của nó không thực sự tốt. Màn hình nó khá là tối màu nha. Thêm một điểm trừ nữa là với một mức giá khoảng 4.5 triệu mà cái viền màn hình của nó thì khá là dày, đặc biệt là viền ở phía dưới nha. Thực sự mình không đánh giá cao màn hình của con Oppo A31 bởi vì cái tấm nền của nó sử dụng quá tệ trong cái tầm giá này. Trong tầm giá này các bạn có thể sở hữu rất nhiều các máy có màn hình Full HD Plus, ví dụ như là Vsmart Active 3 này, hay là ví dụ như là con Redmi Note 8 hoặc là con Vsmart Leaf. Rất nhiều máy có màn hình Full HD Plus cho chất lượng hình ảnh, cho trải nghiệm về giải trí nó tuyệt vời hơn rất là nhiều. Vấn đề tiếp theo mình muốn đề cập ở đây đó chính là về sạc pin. Máy thì vẫn chỉ sử dụng chuẩn sạc cũ là micro USB, nhấn mạnh lại là micro USB. Ở thời điểm 2020 này khi mà cả thế giới Android đang chuyển qua cổng sạc Type-C thì Oppo A31 vẫn sử dụng cái chuẩn sạc micro USB rất là cũ. Mà đặc biệt là máy không hỗ trợ sạc nhanh VOC mà trong máy chỉ có một cục sạc có nguồn ra là 5V và 2A mà thôi. Với cục sạc như vậy và với viên pin lên đến là 4230mAh thì các bạn chắc chắn sẽ phải mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để sạc đầy được cái máy này. Đây thực sự là một cái điều mà mình cảm thấy khá đáng tiếc với một sản phẩm có mức giá cao như Oppo A31. Giá như mà hãng trang bị cái tiêu chuẩn sạc là VOC 3.0 và cái cổng sạc là Type-C thì chắc chắn là nó sẽ đáng để sở hữu hơn. Ngoài ra thì máy cũng không có micro phụ để hỗ trợ gọi điện video call, nên là khi các bạn gọi điện như Messenger hay là Zalo thì cái âm thanh mà bên phía người đối diện, phía người đang nói chuyện với mình nhận được nó sẽ khá là nhỏ và thường thường các bạn sẽ phải dí sát miệng vào cái mic ở phía dưới của máy để tăng cường cái chất lượng âm thanh đó. Đặc biệt là với tầm giá 4,5 triệu đồng, tuy nhiên Oppo A31 chỉ được trang bị con chip Helio P35. Đây vốn thực sự là một con chip rất yếu và đặc biệt là GPU chỉ là GPU Power VR8320. Thì chắc chắn là con Oppo A31 này sẽ không thể nào cân được các tựa game, ví dụ như là Liên Quân Mobile hay là PUBG, mà nó chỉ có thể chơi được những tựa game nhẹ nhàng thôi. Và đặc biệt là cái khả năng xử lý hình ảnh, xử lý video của nó thì sẽ không thực sự tốt với cái con CPU và con GPU này. Và với mức giá khoảng 4,5 triệu đồng thì các bạn hoàn toàn có thể trang bị được cho mình những thiết bị sử dụng một dòng chip rất là phổ thông hiện nay, đó chính là chip Snapdragon 665. Ví dụ như là con Vivo U10 này, hay là con Redmi Note 8, hay là con Realme 5i. Rất nhiều các sản phẩm sử dụng dòng chip Snapdragon 665 và với cái GPU là Adreno chắc chắn là nó sẽ cho khả năng chiến game tốt hơn hẳn so với là con Oppo A31 này rồi. 4,5 triệu đồng là một mức giá nó khá phổ thông. Tuy nhiên thì với mức giá này các bạn cũng sẽ có rất nhiều các lựa chọn từ hàng sách tay đến hàng chính hãng và có cấu hình tốt hơn hẳn Oppo A31. Ví dụ như là có sạc nhanh này, có cáp Type-C này, có chip mạnh hơn này, có GPU nhanh hơn này, và có khả năng chiến game hay là xử lý video hay là các cái thao tác trên màn hình, rồi là cái màn hình Full HD và rất nhiều thứ khác nữa, nó sẽ hơn hẳn là Oppo A31. Về điểm số AnTuTu Benchmark thì con chip MediaTek Helio P35 này nó sẽ cho một cái điểm số là đâu đó khoảng 110.000 điểm. Đây là một con số khá là thấp ở thời điểm hiện tại nha. Và một trong những lý do lớn nhất khiến mình không mua Oppo A31 đó chính là về mức giá của nó. Với 4,5 triệu đồng thì chắc chắn các bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn với những dòng máy đẹp hơn, xịn sò hơn, cao cấp hơn, cấu hình tốt hơn, màn hình đẹp hơn và rất nhiều thứ khác nữa.
Oppo đã từng làm rất tốt ở các dòng F-Series, tuy nhiên không hiểu tại sao ở dòng A-Series này thì hãng lại cho ra những sản phẩm thật sự là tệ và không đáng mua như thế này. Vậy thì anh em nghĩ sao về Oppo A31 và anh em có sẵn sàng bỏ tiền ra để mua nó hay không thì vui lòng để lại comment ở phía dưới nhé. Nếu anh em thấy video hay thì nhớ đừng quên like, share và subscribe kênh giúp mình nhé. Xin chào và cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.